Ngày 10 tháng 5, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh và làm rõ vụ cô gái 24 tuổi bị một nhóm nam nữ thanh niên chặn đường đánh gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7 tháng 5, chị HTMH 24 tuổi quê Bà Rịa, Vũng Tàu đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm người gồm hai nam ba nữ đi trên hai xe máy chặn đường bắt chị H dừng xe tấp vào lề đường và nói chuyện sau đó một người phụ nữ vu cáo chị hát giật chồng của một người trong nhóm để thanh minh chị hát kéo khẩu trang xuống và nói rằng nhóm này đã bắt nhầm người tuy nhiên năm người kia không nghe và bốn người trong số đó lao vào quật ngã chị hát xuống đường đánh tới tấp một số người đi đường vào can ngăn cũng bị đẩy ra chỉ đến khi người dân hô hoán công an tới thì năm người kia lập tức ngồi lên xe rồi bỏ chạy chị hát bị thương ở chân vùng mặt và đến nay vẫn gặp khó khăn trong ăn uống Từ đơn trình báo của chị D sinh năm 2004 ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc bị mất xe máy, Lần theo định vị, công an thành phố Di An tỉnh Bình Dương phát hiện xe đang ở một phòng trọ tại phường Tân Hiệp Đông thành phố Di An. Tại đây, công an phát hiện nhiều xe mô tô trong đó có xe của chị D và nhiều dụng cụ bẻ khóa phá sóng khác. Bốn đối tượng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Duy Khánh sinh năm 1992 khai nhận đã thuê căn nhà này để làm nơi cất dấu xe máy đã trộm cắp và thay khóa mới. Khánh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trong lúc tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc tuần tra trên tuyến đường Dương Đông An Thới, thành phố Phú Quốc vào trưa ngày 9 tháng 5, khi đến đoạn tổ 1 ấp đường Bào thì phát hiện 10 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện các đối tượng mang theo nhiều hung khí tự chế nguy hiểm. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Tiến hành test nhanh ma túy thì phát hiện 5 trên 10 đối đối tượng dương tính với ma túy. Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao vụ việc và các đối tượng cho Công an xã Dương Tơ lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao các đối tượng dương tính ma túy cho địa phương tiếp tục xử lý theo quy định. Ngày mùng 10 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Châu sinh năm 1984, ngụ phường An Hội thành phố Bến Tre để điều tra về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, vào trưa ngày mùng 5 tháng 5, Huỳnh Văn Châu đến nhà bạn chơi tại đây do có mâu thuẫn tiền bạc trước đó nên giữa Châu và ông Nguyễn Văn Tám sinh năm 1955, ngụ xã Bình Phú thành phố Bến Tre xảy ra cự cãi trong lúc xô sát ông tám dùng kéo đâm trúng người châu thì bị châu giật ngược kéo lại sau đó châu đâm lại nhiều nhát vào người ông tám khiến ông này bị thương nặng và tử vong sau đó